Thì để chờ cho một lát nữa có nhiều người xem vào hơn thì chúng ta sẽ bắt đầu chương trình. Bạn Phan Hằng, hình như là bạn Phan Thành đang vẫy tay chào bác sĩ đấy ạ. Hiện tại thì lượng người xem đang tăng lên khá là nhanh chóng, hiện tại thì đã có 57 lượt người đang theo dõi. Chào chị Vân Anh. Chào anh Đức, chào chị Vân Anh Phạm. Chào anh Nguyễn Văn Quang. Cảm ơn mọi người đã vào theo dõi chương trình livestream của chúng tôi. Thì mọi người nhớ hãy like và share livestream về trang Facebook cá nhân của mình để có thể nhiều người biết tới hơn về chương trình. Hiện tại thì lượt người xem vẫn đang không ngừng tăng lên. Thì khi mà lượt người xem đạt ở mức trên 100 thì chúng ta sẽ bắt đầu chương trình. Chào anh Lê Hải Sơn. Chào chị Lê Thị Thùy Dung nhé. Chị Tiểu Tích có khen bác sĩ dễ thương quá đấy ạ. Có lẽ là để không làm phí nhiều thời gian hơn nữa thì chúng ta bắt đầu vào chương trình luôn bác sĩ nhé. Ngọc Thủy xin được phép gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình livestream cùng bác sĩ. Chương trình được phát trực tiếp trên fanpage của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh. Thưa quý vị và các bạn, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh là một bệnh viện trực thuộc hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn, một trong những hệ thống bệnh viện chuyên khoa mắt lớn nhất ở Việt Nam. Đó cũng chính là lý do mà mắt là thế mạnh của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh. Thời gian vừa qua thì chúng tôi không ngừng nỗ lực cố gắng cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh. Bên cạnh đấy thì Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh mong muốn có thể tạo ra nhiều hơn nữa những cầu nối để có thể cung cấp nhiều hơn những kiến thức y khoa đến với cộng đồng. Và chính vì lý do đó vậy nên chúng tôi đã cho ra đời chương trình livestream cùng bác sĩ. Chương trình sẽ được chúng tôi tổ chức đều đặn mỗi tháng một số tại fanpage của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh. Chương trình không chỉ là nơi cung cấp các kiến thức y khoa bổ ích đến từ các bác sĩ chuyên gia mà còn là nơi giải đáp tất cả các thắc mắc cũng như là câu hỏi của quý vị khán giả một cách đầy đủ và trực tiếp.
Đặc biệt khi theo dõi chương trình thì quý vị khán giả sẽ có cơ hội dành về cho mình những phần quà vô cùng hấp dẫn tới từ chương trình. Và để không làm tốn nhiều thời gian của quý vị hơn nữa, chúng ta sẽ bắt đầu vào với nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Thì chủ đề của ngày hôm nay chính là phẫu thuật tư vấn phẫu thuật pha cô trong điều trị bệnh lý đục thể thủy tinh. Và tôi xin phép được giới thiệu bác sĩ khách mời ngày hôm nay, bác sĩ chuyên gia phẫu thuật các bệnh lý về mắt đến từ khoa mắt của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, bác sĩ Hồ Thị Mai. Chào bác sĩ. Xin chào chị Thúy. Chào tất cả quý vị khán thính giả đang xem chương trình livestream của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh. Tôi là bác sĩ chuyên khoa mắt Hồ Thị Mai. Rất vui vì hôm nay tôi được có mặt tại đây. Hy vọng có thể cùng chia sẻ cũng như là giải đáp được phần nào những cái thắc mắc của quý vị. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn chị. Cảm ơn chị rất là nhiều vì ngày hôm nay chị đã nhận lời tham gia chương trình. Thì tôi hy vọng với những gì mà chị sắp sửa chia sẻ tới cho khán giả thì chúng tôi cũng như là khán giả có thể có thêm được nhiều kiến thức bổ ích về căn bệnh đục thể thủy tinh cũng như là phẫu thuật pha cô trong điều trị bệnh đục thể thủy tinh. Và để mở đầu cho chương trình thì tôi xin phép được mời chị cũng như là quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng xem một đoạn video ngắn ngay sau đây. Bệnh đục thể thủy tinh hay còn gọi là đục nhân mắt, bệnh cườm đá, cườm khô. Thể thủy tinh làm nhiệm vụ điều tiết cho ánh sáng đi qua và hội tụ tại võng mạc giúp nhìn thấy mọi vật. Vì một nguyên nhân nào đó, thủy tinh thể bị mờ, không còn trong suốt, giống như tấm gương bị mờ khiến ánh sáng khó đi qua và không hội tụ được tại võng mạc, cho nên ta gọi là bệnh đục thể thủy tinh. Khi ánh sáng khó đi qua nên người bệnh bị đục thể thủy tinh bị giảm thị lực, nhìn mơ và có nguy cơ bị mù lòa nếu không được chữa trị kịp thời. Bệnh lý đục thể thủy tinh là nguyên nhân gây mù lòa hàng đầu ở Việt Nam và cũng như là trên thế giới. Và đây là bệnh có thể điều trị được và nó chiếm khoảng 50% ở bệnh nhân độ tuổi cao tuổi là trên 65 tuổi. Và thường thường rất là nhiều bệnh nhân mà khi mà đến với Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh thì đã trong tình trạng nặng và đã có thể gây ra những biến chứng như bệnh lý gần lồng cổ hoặc viêm màng hổ đào. Thì khi mà những bệnh lý này được phát hiện sớm và điều trị kịp thời sẽ có thể lấy lại ánh sáng và mang lại một chất lượng cuộc sống tốt đẹp hơn. Tại Việt Nam có đến 66% người mù do bệnh đục thể thủy tinh gây ra. Bất chấp những nỗ lực của các ban ngành chức năng trong việc phòng chống căn bệnh này, tuy nhiên vẫn còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Đi kèm với đó là ý thức tự chăm sóc và bảo vệ đôi mắt trong cộng đồng hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế. Theo WHO, đục thể thủy tinh là nguyên nhân gây mù lòa nhiều nhất trên thế giới và số lượng ngày một tăng bất chấp những tiến bộ trong điều trị. Năm 2002, WHO ước tính mù do đục thể thủy tinh là hơn 17 triệu người, chiếm 47,8% trong tổng số 37 triệu người mù trên toàn thế giới. Con số này năm 2020 là 40 triệu người. Chúng ta vừa xem một video ngắn nói về căn bệnh đục thể thủy tinh với sự chia sẻ đến từ bác sĩ Trần Bá Kiên, cũng chính là giám đốc của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, phải không ạ? Vâng, vậy thì trong thời gian chương trình live stream phát sóng thì quý vị có những thắc mắc hay là những câu hỏi nào, đừng ngần ngại hãy comment ngay ở dưới phần bình luận của live stream để bác sĩ Hồ Thị Mai có thể giải đáp cho quý vị ngay trong chương trình. Vâng, vậy thì quay trở lại với chương trình. Bác sĩ, nói đến phẫu thuật pha cô hay là mổ pha cô thì đó thực sự là một khái niệm khá là mới mẻ đối với nhiều người. Bác sĩ có thể nói rõ hơn một chút về khái niệm này không ạ? Vâng, thực ra thì là cái khái niệm phẫu thuật pha cô thì ngày nay chúng ta thường được nghe đến hoặc là nhắc tới rất là nhiều chứ không đến mức là mới mẻ đâu ạ. Tuy nhiên là có nhiều người vẫn chưa hiểu được là pha cô là gì hay là phẫu thuật đấy là chính xác là như thế nào. Thì cái pha cô ở đây thường là để ám chỉ những cái gì liên quan đến thể thủy tinh. Thì như vậy chúng ta có thể hiểu sơ bộ là cái phẫu thuật pha cô là phẫu thuật thể thủy tinh. Thì với cái phẫu thuật pha cô như thế này thì thường ở đây cái thể thủy tinh của chúng ta sẽ được tản nguyện và hút ra khỏi mắt qua một đường mổ rất là nhỏ và thường thì không cần phải khâu. Và cái phẫu thuật này ngày nay thì rất phổ biến, nhất là trong áp dụng trong cái việc điều trị cái bệnh lý đục thể thủy tinh, giúp lấy lại cái thị lực cho người bệnh một cách rất là nhanh chóng và an toàn.
Vâng, cảm ơn bác sĩ. Vậy thì từ nay khi nói đến phẫu thuật pha cô hay là mổ pha cô thì chắc là tôi cũng như là quý vị khán giả đây có thể hình dung đến bệnh lý đầu tiên, đó chính là bệnh lý đục thể thủy tinh. Vậy thì thưa bác sĩ, có thể nói rằng là cái bệnh lý này á, nó có nguy hiểm và cái độ nguy hiểm của nó như thế nào không bác sĩ? Có chứ, cái bệnh lý này thì trước tiên sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cái thị lực của người bệnh ở các cái mức độ khác nhau, gây ảnh hưởng tới cái sinh hoạt hàng ngày. Thậm chí có những cái trường hợp có thể gây nên cái nguy cơ tai nạn hoặc thậm chí có thể mất an toàn giao thông. Có những cái trường hợp đó là cái bệnh lý đục thể thủy tinh để quá muộn có thể gây nên những cái biến chứng như là tăng nhãn áp hay là viêm màng bồ đào, thì khi đấy cái việc điều trị nó không còn dừng lại ở cái điều trị đục thể thủy tinh nữa, thì đấy nó sẽ gây những cái khó khăn hơn cho cái việc điều trị của chúng tôi cũng như là cái khả năng hồi phục thể lực sau phẫu thuật. Vâng, vậy thì phải nói nó khá là nguy hiểm đúng không ạ? Vậy thì nó có những cái dấu hiệu hay là những triệu chứng rõ ràng nào để bệnh nhân có thể biết rằng mình có bị mắc bệnh hay không ạ? Vâng, như tôi vừa mới nói lúc nãy đó, thì cái đầu tiên mà dấu hiệu mà người bệnh thường để ý tới nhất đó là những cái thay đổi về thị lực, như là nhìn mờ hơn so với trước đây. Có những cái người bệnh tới than phiền như là bác ơi, tôi đợt này tự nhiên là nhìn ra ngoài đường, nhìn ra ở ngoài ngõ không có nhìn thấy rõ ai, chỉ có nghe tiếng thì mới biết được người. Tuy nhiên cũng có những cái trường hợp là người bệnh nhầm tưởng rằng mắt của mình sáng hơn so với ngày trước, như là tự nhiên đọc được báo hay là sâu được kim mà không cần phải đeo kính. Đó cũng có thể là một trong những cái triệu chứng của cái bệnh lý đục thể thủy tinh. Một số cái trường hợp nữa, người bệnh có những cái đột nhiên tự nhiên xuất hiện đau nhức hay là đỏ mắt, có thể là cái dấu hiệu cảnh báo của một cái biến chứng của đục thể thủy tinh. Dù sao đi nữa đó, để chúng ta biết được rằng là mình bị đục thể tinh hay không, hay là người nhà mình có bị hay không, thì vẫn nên tới để gặp bác sĩ chuyên khoa mắt để có những cái lời khuyên. Vâng, xin lỗi bác sĩ, thì nãy giờ có nhiều bạn xem, nhiều khán giả đang xem có góp ý rằng là bác sĩ có thể nói to hơn một chút không ạ? Thì xin lỗi, chắc là có nhiều lý do kỹ thuật mà đường truyền nó có thể không tốt, dẫn đến việc là bác sĩ nói khiến cho khán giả nghe chưa rõ, thì chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục. Vậy thì chúng ta quay trở lại tiếp tục với chương trình. Hiện tại thì tôi vừa nhận được một câu hỏi của khán giả gửi tới cho chương trình, muốn nhờ bác sĩ tư vấn. Đó là chị Hoàng Thị Lan, 43 tuổi, ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Câu hỏi đó là: thưa bác sĩ, mẹ em năm nay hơn 70 tuổi. Bà trước nay vẫn tự sinh hoạt không cần ai giúp đỡ. Tuy nhiên khoảng một năm nay, mắt mẹ hay bị nhòe, cảm giác giống như có một màng che ở phía trước mắt. Bác sĩ bảo mẹ tôi bị đục cả hai nhân rồi. Vậy thì nếu mổ có thể hồi phục và sáng mắt lại được không bác sĩ? Xin chào chị Lan. Cảm ơn chị Lan đã gửi câu hỏi tới cho chương trình. Thì tôi rất là tiếc vì tôi chưa được trực tiếp khám cho mẹ của chị, cho nên tôi cũng không thể biết được rằng là cái mẹ của chị cái mức độ đục thể thủy tinh ở mức độ nào, đã cần phẫu thuật hay chưa. Tuy nhiên qua cái mô tả của chị thì có vẻ như là cái thị lực của bác đã bị ảnh hưởng tương đối là nhiều, đúng không? Đúng rồi. Nhưng có cái màng che ở trước mắt, thì chị ở Cẩm Xuyên đúng không? Đúng Cẩm Xuyên thì rất là gần đây, thì tôi hy vọng ngày mai hoặc là tuần sau chị có thể đưa bác tới đây để chúng tôi có thể trực tiếp khám và kiểm tra mắt cho bác. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thì chị Lan chắc đã có được câu trả lời cho cái câu hỏi của mình. Thì thưa quý vị, ngay từ đầu chương trình thì tôi đã thông báo rằng là trong mỗi một số phát sóng chúng tôi sẽ có những phần quà vô cùng hấp dẫn gửi tới quý vị khán giả. Và không ngoài lề thì trong chương trình ngày hôm nay cũng vậy, chúng tôi có những phần quà vô cùng hấp dẫn. Đó là 5 chiếc mũ bảo hiểm đến từ bệnh viện sẽ được gửi tặng cho 5 quý vị khán giả may mắn ngẫu nhiên có gửi câu hỏi tới cho chương trình. Bên cạnh đó thì một phần quà đặc biệt nhất mà tôi muốn thông báo với quý vị ngày hôm nay, đó chính là một chiếc máy mát xa hồng ngoại của Đức với giá trị sản phẩm lên đến 1 triệu đồng. Và chiếc máy mát xa này sẽ được gửi tặng cho quý vị khán giả nào có câu trả lời nhanh nhất cũng như là chính xác nhất gửi tới cho chương trình. Vậy thì xin phép bác sĩ cho tôi được thông báo qua một chút về thể lệ của chương trình. Các bạn sẽ gửi câu trả lời trực tiếp ngay trong phần bình luận của livestream. Cú pháp trả lời sẽ là đáp án cộng 4 số may mắn bất kỳ mà quý vị khán giả lựa chọn. Ví dụ như đáp án quý vị lựa chọn là đáp án A và con số may mắn quý vị lựa chọn là 1040. Vậy thì các quý vị hãy bình luận ở ngay dưới livestream là A1040. Và nhớ hãy like cũng như là chia sẻ livestream về Facebook cá nhân của mình ở chế độ công khai. Và câu hỏi mà chương trình đưa ra ngày hôm nay chính là:
người bị bệnh đục thể thủy tinh có thể điều trị khỏi bằng phương pháp nào sau đây? A. Uống thuốc và nhỏ thuốc tại mắt. B. Phẫu thuật. Và C là cả hai đáp án trên. Vậy thì quý vị đã nghe rõ câu hỏi của chương trình rồi đúng không ạ? Quý vị hãy nhanh tay đưa đáp án và gửi và bình luận ngay dưới livestream để có thể dành về cho mình những cái phần quà hấp dẫn mà chương trình đưa ra ngày hôm nay. Và xin phép được quay trở lại với chương trình ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, thì ông cha ta vẫn thường có câu phòng bệnh hơn chữa bệnh. Nhưng để phòng bệnh thì chúng ta phải biết được rằng là nguyên nhân gây ra bệnh lý đục thể thủy tinh là gì đúng không ạ? Vậy thì bác sĩ có thể chia sẻ một chút về nguyên nhân gây ra căn bệnh cũng như là cách phòng tránh căn bệnh này như thế nào? Về bệnh lý đục thể thủy tinh thì tôi nghĩ nhiều người đã biết tới. Thì bệnh lý này nguyên nhân chính thường gây ra vẫn là do tuổi già. Ngoài ra còn nhiều cái nguyên nhân khác như là bẩm sinh hay là những cái chấn thương tai mắt hay là những cái tác dụng phụ của những cái thuốc sử dụng toàn thân chẳng hạn. Còn về phòng tránh, thì về tuổi già thì cái đó ai cũng không mong muốn, tuy nhiên là chúng ta không thể nào phòng tránh được đúng không ạ? Ngoài ra những vấn đề khác thì chúng ta có thể phòng tránh hay can thiệp được, như là chấn thương mắt thì chúng ta có những cái dụng cụ bảo hộ tai mắt khi làm việc, hay là cái việc sử dụng thuốc toàn thân cần phải có ý kiến của bác sĩ chuyên khoa, mình không nên làm dùng ví dụ những cái loại thuốc như là corticosteroid chẳng hạn. Đấy thì về cái ngoài ra nữa thì phòng tránh thì ngày nay về những cái thuốc để điều trị bệnh lý đục thể thủy tinh cái đó cũng chưa có cái nghiên cứu chính xác, tuy nhiên cũng có những cái loại thuốc nó mang tính chất hỗ trợ. Ngoài ra nữa về cái bệnh lý toàn thân, cái đó chúng ta cần phải kiểm soát tốt cái bệnh lý toàn thân, ví dụ như tăng huyết áp hay là đái tháo đường, bởi vì bản thân nó cũng ảnh hưởng trực tiếp tới mắt, tới đáy mắt hay là tình trạng đục thể thủy tinh. Nếu tổn thương nữa thì về cái thực phẩm chẳng hạn hay là lối sống, thì cái thực phẩm chúng tôi khuyến khích các bạn sử dụng những thực phẩm ăn giàu vitamin, ví dụ như là cam, bưởi, ổi, hay là có một cái lối sống nó khỏe mạnh, thể dục thể thao vừa phải, cũng như là có một cái cuộc sống hay cái tinh thần thật là vui vẻ, nó cũng có phần nào đó cho cái giảm bớt cái tình trạng đục thể thủy tinh tiến triển. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thì hiện tại có một số khán giả đang muốn hỏi lại câu hỏi, thì có thể nhờ các bạn ở bộ phận hỗ trợ có thể ghi câu hỏi lên đầu phần bình luận để cho khán giả có thể xem được câu hỏi được không ạ? Vâng, thưa bác sĩ, vậy thì nếu như không may mắc phải bệnh đục thể thủy tinh thì phương hướng điều trị của nó như thế nào? Và có nhất thiết là phải phẫu thuật hay là chỉ cần dùng thuốc để điều trị không ạ? Như lúc nãy tôi có nói thì đục thể thủy tinh nó có rất là nhiều mức độ khác nhau, chứ không phải lúc nào bị đục thể thủy tinh là cần phải phẫu thuật. Đó, thì với cái đục thể thủy tinh ở cái mức ban đầu, giai đoạn ban đầu thì chúng ta cần phải theo dõi thêm cũng như là kiểm soát tốt những cái bệnh lý toàn thân. Còn cái đục thể thủy tinh đã đến mức cần phải phẫu thuật thì cái thuốc uống trong cái giai đoạn này nó không còn giá trị nữa. Đa phần là như vậy. Thì tuy nhiên cũng có những trường hợp như tôi đã nói, thì là đục thể thủy tinh đã có những cái biến chứng như là tăng nhãn áp hay là viêm màng bồ đào, thì thường chúng tôi sẽ cho người bệnh dùng thuốc trước phẫu thuật một số ngày, đến lúc nào cái tình trạng tái mắt ổn định thì khi đó cái cuộc phẫu thuật của chúng ta sẽ trở nên an toàn hơn. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thì qua quá trình làm việc ở bệnh viện thì thực tế tôi thấy cũng có rất là nhiều trường hợp khi mà bệnh nhân tới khám tại bệnh viện thì đã quá trễ rồi, có thể gọi là quá muộn trong cái việc mà phẫu thuật ấy. Thì liệu câu hỏi được đặt ra ở đây là khi nào thì bệnh nhân bị đục thể thủy tinh cần đến khám, cũng như là khi nào thì cần phải phẫu thuật ạ? Vâng, cần đến khám thì thứ nhất là tôi nghĩ mọi người cần nên có cái khám mắt định kỳ. Vâng. Chứ về cái câu hỏi này thì tôi không thể có cái câu trả lời chính xác cho chị Thúy về cái phần này. Tuy nhiên tôi cũng rất là hay nghe người bệnh của tôi ở dưới phòng khám hỏi là bạn ơi, thế bây giờ mắt của tôi mờ như thế này rồi, hay là bây giờ tôi bị đục thể thủy tinh ban đầu rồi, thì khi nào cần phẫu thuật? Thì về cái vấn đề đó thì tốt nhất vẫn là tới gặp bác sĩ chuyên khoa mắt để có cái lời khuyên phù hợp và đúng lúc kịp thời. Bởi vì có những cái trường hợp người bệnh như thế này ạ, chị Thúy ạ. Xin lỗi bác sĩ nói to hơn một tí được không ạ? Được, mọi người vẫn không nghe. Dạ vâng. Có những cái trường hợp đó, người bệnh nhầm tưởng hay là còn thậm chí tưởng rằng là mắt mình còn rất là sáng, giống như lúc nãy tôi nói trong cái phần mô tả về triệu chứng đó.
là tôi vẫn còn đọc được báo mà không cần mang kính, đúng không? Vâng. Cho nên là đó cũng là một trong những cái lý do mà khiến cho người bệnh tuổi cao bị muộn, gây những cái khó khăn trong cái cuộc phẫu thuật cũng như là cái lượng thị lực nó sẽ kém hơn. Vâng. Cảm ơn bác sĩ Mai, cảm ơn về những chia sẻ của bác sĩ Mai. Thì để quý vị có thể hiểu rõ hơn về phẫu thuật phaco thì tôi xin phép được mời quý vị chúng ta cùng theo dõi một đoạn video ngắn ngay sau đây để hiểu rõ hơn về phẫu thuật phaco là gì. Chúng tôi thực hiện phương pháp phẫu thuật hiện đại nhất, đó là phương pháp phẫu thuật thủy tinh hoặc phương pháp phaco. Thì cái ưu điểm lớn nhất của phương pháp này thì chúng tôi chỉ cần tốn 3 đến 5 phút cho một ca phẫu thuật. Và trong quá trình phẫu thuật thì chúng tôi không phải sử dụng những thuốc gây tê tiêm, mà chúng tôi chỉ cần nhỏ. Do đó bệnh nhân có thể nhìn thấy được ngay sau phẫu thuật khoảng 5 đến 10 phút. Phẫu thuật phaco là phương pháp phẫu thuật thủy tinh thể hiện đại được Jack Hellman phát minh và giới thiệu vào năm 1967. Phẫu thuật phaco hay còn gọi là công nghệ mổ mắt phaco hoặc mổ cườm phaco. Phương pháp này sử dụng năng lượng sóng âm để tán nhuyễn và tách thủy tinh thể đục thành những mảnh nhỏ rồi hút ra ngoài qua một vết mổ nhỏ và thay vào đó bằng một thủy tinh thể nhân tạo. Đây được coi là phương pháp phẫu thuật an toàn và hiệu quả nhất hiện nay. Bác sĩ Trần Bá Kiền là một chuyên gia trong phương pháp phẫu thuật phaco. Theo ước tính, ông đã phẫu thuật cho trên 20.000 ca bệnh đục thể thủy tinh, đem lại ánh sáng và niềm tin cho người bệnh. Tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, bệnh viện thuộc hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn, từ lâu đã áp dụng kỹ thuật mổ phaco vào trong điều trị đục thủy tinh thể. Với đội ngũ bác sĩ chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm, đã là địa chỉ tin cậy cho nhiều bệnh nhân trên địa bàn đến khám và điều trị. Mỗi năm thì tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, chúng tôi tiến hành phẫu thuật cho khoảng 2-3.000 ca thủy tinh. Trên thế giới thì có rất là nhiều phương pháp, nhưng mà đối với Việt Nam thì đây là phương pháp phổ biến nhất và mang lại hiệu quả nhất đối với khu vực Việt Nam bây giờ. Chúng tôi đã thực hiện cái phương pháp phẫu thuật mổ thủy tinh từ những năm đầu thì là bệnh viện, đó chính là năm 2014, và chúng tôi sử dụng những cái trang thiết bị máy móc hiện đại nhất của Mỹ để điều trị cho bệnh nhân. Quay trở lại với chương trình, thưa bác sĩ, thì hiện tại chúng tôi đang nhận được rất là nhiều câu hỏi từ khán giả gửi tới cho chương trình. Tôi xin phép được đọc một số câu hỏi thì nhờ bác sĩ sẽ tư vấn cho quý vị khán giả. Bạn Nguyễn Ngọc Linh Chi có gửi một câu hỏi như thế này: thì lực bao nhiêu thì có thể chỉ định mổ phaco, thưa bác sĩ? Vâng, bạn Linh Chi đúng không? Xin dạ, chào vâng bạn Linh Chi. Về cái thì lực, nó đó không phải là cái yếu tố chính để quyết định là có phẫu thuật hay không, phẫu thuật phaco hay không. Thường ấy thì phẫu thuật thì lực dưới 3/10 có thể xem là kém và mình có thể phẫu thuật trong trường hợp đó. Tuy nhiên ở đây chúng tôi vẫn gặp rất là nhiều trường hợp, hay là tôi đi học và đi các nơi đó, vẫn có những trường hợp người bệnh thì lực thậm chí là 6/10 người ta vẫn cần phải phẫu thuật vì nhiều cái lý do khác nhau. Cái đó là về cái phía chuyên môn của chúng tôi. Vâng, thì chị Linh Chi cũng muốn hỏi kỹ hơn về cái này nữa không? Chắc là chị Linh Chi hiện tại thì chưa thấy chị Linh Chi hỏi thêm gì. Thì tôi xin phép được đọc một câu hỏi của một khán giả có tên Facebook là Nguyễn Đăng Minh. Mẹ tôi năm nay 80 tuổi, bị đục thủy tinh cả hai mắt và đã phẫu thuật một mắt được 1 tháng. Hiện tại thì mắt phẫu thuật đã nhìn rất là rõ rồi. Thì tôi xin hỏi bác sĩ rằng là mẹ tôi muốn phẫu thuật con mắt còn lại thì có được không? Vâng, chào anh Minh. Bà có bị đục thể tinh cả hai mắt và muốn phẫu thuật thể tinh mắt bên bên nào thì không rõ. Dạ, đúng rồi ạ. Cách đây 1 tháng. Thực ra với cái thời gian là 1 tháng thì nó rất là thoải mái và hoàn toàn bà có thể phẫu thuật mắt thứ hai trong cái thời gian sớm nhất. Ở đây chúng tôi thì người bình thường phẫu thuật mắt thứ hai có thể sau 2 ngày, sau 1 tuần. Hoặc là một thời gian sau, nhưng mà như tôi đã nói thì khi mà đã có bệnh lý đục thể thủy tinh thì cần chữa sớm kịp thời để tránh để khi mà nó có biến chứng chẳng hạn. Vâng, rất là khó khăn trong cái việc điều trị. Vâng bác sĩ, có một bạn là Trương Lê muốn nhờ bác sĩ tư vấn rằng là ba của bạn Trương Lê đã mổ mắt cách đây 4 năm
và giờ thì thấy mắt mờ hơn thì liệu có phải đi mổ lại không ạ? Vâng, xin chào bạn Trương Lê, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới cho chương trình. Thì bà của bạn đã mổ cách đây là 4 năm. Thì về cái nhìn mờ đó, có rất nhiều nguyên nhân có thể nhìn mờ liên quan đến cái việc phẫu thuật này hay không, hay có liên quan đến những cái bệnh lý khác tại mắt chẳng hạn. Còn đối với cái phẫu thuật đục thể thủy tinh bằng phương pháp phaco bây giờ đó, thì chúng tôi vẫn thường có thể gặp những cái trường hợp là nhìn mờ hơn sau một thời gian phẫu thuật từ vài tháng tới vài năm, liên quan đến cái tình trạng đục bao sau phẫu thuật. Thì với cái tình trạng đục bao sau phẫu thuật này thì có thể ảnh hưởng tới cái thị lực ở các mức độ, ví dụ nhẹ hay là vừa. Cái đó chúng tôi có thể giải quyết được bằng cái laser bao sau. Thì đây là một cái phương pháp nó bạn có thể tưởng tượng nó rất là nhẹ nhàng và thời gian chỉ mất khoảng tầm 1 đến 2 phút và cũng không cần phải mổ lại đâu ạ. Vâng, hiện tại thì số lượng câu hỏi khá là nhiều, thì tôi xin phép được chọn lọc thêm khoảng 1-2 câu hỏi nữa để quay lại với chương trình. Thưa bác sĩ, thì có một bạn khán giả tên là anh Tuấn, bạn đang gặp tình trạng đó là mẹ bị sờ mổ, giống như đâu chương trình tôi có hỏi bác sĩ đấy, thì mẹ bị sờ mổ nhưng mà mẹ đã bị đục nhân rồi. Vậy thì bạn anh Tuấn đấy cần phải theo dõi những dấu hiệu nào để và làm cách nào để có thể thuyết phục được bà đi khám ạ? Nếu như anh cảm thấy khó khăn trong việc thuyết phục bà đi mổ chẳng hạn, thì là anh có thể đưa bà tới đây xem như là mình khám định kỳ đi, rồi cái việc tư vấn bởi vì chúng tôi là người nắm rõ hơn về cái tình trạng mắt của bà cũng như là cái phương pháp mà chúng tôi sẽ áp dụng hay là để phẫu thuật, cho nên chúng tôi sẽ có cái cách tư vấn khiến cho bà cảm thấy thoải mái hơn. Tuy nhiên như anh nói là mẹ bị đục nhân thì tôi cũng không biết là mẹ anh đã có chỉ định phẫu thuật hay chưa, đã từng đi khám bao giờ chưa, chắc là đi khám rồi mới bị đúng mặt. Dạ chắc là rồi ạ. Rồi thì nếu như là bây giờ anh bảo là mẹ vẫn không chịu đi khám thì anh có thể nói là mời bà xem cái chương trình livestream hôm nay, cùng ngồi xem với anh chẳng hạn. Tôi có thể như nãy giờ tôi đã tư vấn đó, thì đối với cái phẫu thuật phaco này thì nó là phẫu thuật cũng là cái hay tên gọi là mổ đó, nhưng mà nó rất nhẹ nhàng và hoàn toàn không có cảm giác bất cứ một cái đau đớn nào cả. Chúng tôi dùng thuốc nhỏ tê tại chỗ và không cần phải tiêm tê, cho nên là bạn cũng không cần phải quá lo lắng đâu ạ. Và nó chỉ mất, bạn chỉ cần nằm trên giường khoảng tầm 3 phút, nếu như bạn hợp tác tốt thì là cuộc mổ đã hoàn thành rồi. Và bạn có thể nhìn thấy nó rõ hơn và sáng ngay sau khi tái khám và ra viện. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Vậy thì nhân cái trường hợp này là mẹ của bệnh nhân này cũng khá là lớn tuổi và không muốn đi mổ, thì tôi cũng muốn hỏi thêm là có những trường hợp nào mà người bị bệnh đục thể thủy tinh không thể phẫu thuật được không ạ? Có chứ. Nếu như mà đã bị đục thể thủy tinh có chỉ định phẫu thuật thì thường chúng ta sẽ phải làm sao đó. Tất nhiên chúng tôi ở đây có những cái người bệnh có cái tình trạng toàn thân như thế này như thế kia, nhưng mà nếu như tình trạng toàn thân ổn định thì vẫn phẫu thuật được bình thường. Vâng. Và có những cái trường hợp nếu như mà cái sức khỏe của người bệnh quá yếu hay là có những cái bệnh lý nền nó rất là nặng nề thì cần phải ưu tiên điều trị trước. Với những cái một số trường hợp thì chúng tôi phải bắt buộc phải dùng thuốc tạm thời trong những cái trường hợp đục thể thủy tinh có tăng nhãn áp hay viêm màng mô não chẳng hạn, để giúp cho người bệnh cảm thấy nó dễ chịu thoải mái hơn trong cái quá trình chờ đợi phẫu thuật. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thì có một bệnh nhân có một khán giả tên là Quốc Vũ Trần có đặt câu hỏi như thế này. Mặc dù thì tôi thấy nó không được liên quan lắm đến cái chủ đề ngày hôm nay, nhưng mà tôi nghĩ là khi mà khán giả đã đặt câu hỏi như thế này thì cũng nếu được thì bác sĩ có thể giúp đỡ và hỗ trợ tư vấn cho bệnh nhân. Thì khán giả tên là Quốc Vũ Trân có hỏi như thế này. Năm nay bạn đấy đã 25 tuổi và ở thành phố Hà Tĩnh. Bạn bị cần một bên mắt, còn một mắt thì bình thường. Khi mở hai mắt bình thường thì thấy rõ không việc gì, còn lúc nhắm một mắt thì lại thấy mắt còn lại rất là kém. Vậy thì bạn muốn hỏi là bị cần một bên như vậy có nguy hiểm không? Và nếu mổ thì xin bác sĩ tư vấn cho. Xin chào anh. Về việc cần thị đó, thì cái trường hợp mà một bên cần thị và một bên không thì cũng rất là nhiều người gặp phải.
thì nếu như mà tùy vào cái độ cần của anh là bao nhiêu, bởi vì anh cũng không mô tả kỹ thì tôi cũng không nắm được. Thì có những trường hợp là buộc, nếu như anh cảm thấy khi mà anh nhìn bằng cả hai mắt đó thì cái con mắt rõ hơn thì đó là cái mắt chủ đạo giúp anh nhìn rõ mọi vật, còn cái mắt phía bên kia nó vẫn cứ mờ thôi. Thì nếu như trong cái trường hợp đó thì thường chúng tôi khuyến khích là các anh nên đeo kính để cho hai mắt nó cân bằng nhau. Thì tất nhiên nếu như cái độ kính nó không quá cao thì là một bên mình sẽ dùng cái kính không độ là plano và một bên là kính có độ. Thì như vậy ví dụ khi cái kính mắt bên phải là mờ chẳng hạn thì đeo cái kính có độ đó anh có thể nhìn được 9/10 tương đương với mắt bên trái, thì khi đó anh sẽ nhìn cảm giác nó dễ chịu hơn và cái mình nhìn nó cũng bao quát và đỡ nó khó khăn hơn. Còn một số trường hợp nữa hiện tại bây giờ chúng tôi đang sử dụng ở đây đó là phương pháp ốc thầu cây. Thì cái phương pháp ốc thầu cây đó anh có thể sử dụng được cái kính áp tròng ban đêm. Thì cái kính áp tròng ban đêm đó anh sẽ đeo vào cái mắt, ví dụ như tôi nói là mắt bên phải chẳng hạn, thì buổi sáng anh sẽ bỏ cái kính đó ra, thì anh không cần phải đeo kính gồng nữa, tức là không cần phải đeo cái kính như tôi đang đeo đây nữa, anh vẫn nhìn hai mắt tương đương nhau đó. Anh có thể tới bệnh viện đây để chúng tôi tư vấn kỹ hơn về cái việc sử dụng kính ốc thầu cây. Còn về phẫu thuật thì rất tiếc hiện tại bây giờ bệnh viện chúng tôi chưa có áp dụng phẫu thuật cận thị, thì anh có thể tìm hiểu thêm ở những cái nơi khác, hoặc nếu như muốn tư vấn thì chúng tôi vẫn có thể tư vấn được cho anh xem có cần hay không, như thế nào, ra chi phí ra sao chẳng hạn. Thì cái đó thì anh mời anh tới ở thành phố thì cũng gần đây, sáng mai đi, sáng mai anh qua đây chúng tôi có thể tư vấn kỹ hơn cho anh. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thì hiện tại số lượng câu hỏi đang gửi về rất là nhiều, thì xin quý vị thông cảm một chút là tại vì thời lượng chương trình cũng có hạn nên là cho phép chúng tôi được quay trở lại với nội dung của chương trình một lát. Thì để nhắc lại với quý vị một chút, thì hiện tại chúng tôi đã nhận được rất là nhiều cái câu trả lời cho câu hỏi từ đầu chương trình, thì quý vị vẫn cứ tiếp quý vị hãy cứ tiếp tục gửi cái câu trả lời về cho chương trình để có thể nhận được những cái phần quà hấp dẫn từ chương trình mà chúng tôi mang tới ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng muốn được thông báo rằng là hiện tại ở Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh vẫn đang áp dụng chương trình hỗ trợ chi phí phẫu thuật pha cô trị giá 170.000 đồng. Nếu quý vị đăng ký trực tiếp thông qua fanpage của bệnh viện hoặc là số hotline 0946225115, quý vị sẽ được hưởng cái chương trình ưu đãi. Và quay trở lại với nội dung mà lúc nãy chúng ta đang trao đổi, thì tôi muốn hỏi bác sĩ rằng là tôi có một thắc mắc, đó là khi mà nói đến phẫu thuật pha cô hay là mổ pha cô ấy, thì không chỉ là bản thân tôi mà thậm chí nãy giờ tôi thấy cũng có rất là nhiều các bạn khán giả hỏi về cái vấn đề đó là mổ nó có đau hay không. Đấy, thì không biết là bác sĩ có thể nói một chút về cái quy trình phẫu thuật pha cô trong cái điều trị bệnh đục thể thủy tinh được không ạ? Vâng, thì như nãy giờ tôi cũng đã nhắc tới một vài lần rồi, nếu như mà mọi người có theo dõi chương trình ngay từ đầu đó, thì về quy trình phẫu thuật pha cô thì cũng không có gì là mới lạ hoặc là khác biệt quá nhiều, bởi vì bây giờ cái phẫu thuật rất là phổ biến, thì hầu như ở cả cái bệnh viện chuyên khoa mắt thì cái quy trình đều khá là giống nhau. Thì với hiện tại ở đây của chúng tôi thì một ca pha cô trung bình thường diễn ra trong thời gian từ 3 tới 5 phút, và chúng tôi không có áp dụng tiêm tê mà nhỏ tê tại chỗ. Cái này tôi đã nhắc tới một lần rồi, cho nên là người bệnh sẽ rất là dễ chịu và yên tâm nhỏ tê tại chỗ nhưng hoàn toàn không có một cái cảm giác đau đớn nào cả. Ngoài ra nữa thì không chảy máu hoặc là rất ít chảy máu, cho nên là cái phẫu thuật này vẫn có thể áp dụng được cho những cái trường hợp mà người bệnh đang sử dụng thuốc chống đông chẳng hạn. Lúc nãy thì tôi nhớ là bác sĩ có nói về cái việc là cái thời gian mà phẫu thuật ấy thì nó rất là nhanh, nhưng mà tôi chưa hiểu rõ là nó nhanh như thế nào và tại sao lại nó lại có thể nhanh như thế ạ? Nó nhanh như thế nào ạ? Nhanh là khoảng 3 phút đến 5 phút. Cái đấy thì tôi cũng không biết mô tả như thế nào cho rõ hơn. Nhưng mà thực ra với cái phẫu thuật pha cô này thì tùy từng nơi, từng cơ sở cũng như là cái ý muốn của phẫu thuật viên thôi. Thì cái nhanh hay không nhanh thì nó cũng không quá là quan trọng là an toàn. Cái đó thì là việc an toàn cho bệnh nhân là cái tiêu chí hàng đầu của chúng tôi. Tuy nhiên về cái việc mà tại sao nó nhanh như vậy thì cái đó cũng là một trong những cái mong muốn và là cải tiến mà chúng tôi luôn không ngừng cố gắng
cái thời gian khi mà phẫu thuật nhanh có phải người bệnh sẽ cảm thấy rất là dễ chịu hơn không ạ? Đúng rồi. Sẽ đỡ những cái lo lắng khi ở trên bàn, nó đỡ những cái khó chịu, ví dụ như cái thuốc tê nó sẽ có cái thời gian tác dụng nhất định. Đó. Chứ không phải là mình có thể nhỏ thuốc tê thì mình làm bao nhiêu lâu cũng được, nó chỉ có thời gian tối đa khoảng 15 phút thôi. Đó, thì đó là những lý do để chúng tôi cố gắng vừa đảm bảo cái quy trình chính xác chuẩn, cũng như là vừa tạo nên cái cảm giác thoải mái dễ chịu nhất cho những người bệnh. Vâng, tôi không nghĩ rằng là một ca phẫu thuật pha cô thì lại có thể kéo dài trong thời gian từ 3 đến 5 phút. Chắc là nhiều quý vị khán giả cũng sẽ rất là bất ngờ với cái thời gian mà một cuộc phẫu thuật pha cô diễn ra. Vậy thì thưa bác sĩ là khi mà bác sĩ thực hiện những ca phẫu thuật pha cô hay là thậm chí ở bệnh viện mình ấy, thì các bác sĩ có bao giờ gặp phải những cái tình huống hay là những cái trường hợp khó khăn nào không ạ? Thực ra thì tại đây chúng tôi cũng ít khi gặp phải những cái khó khăn mà mình không thể tiến hành được. Tất nhiên thì có những cái trường hợp mà nó cũng gây nên một cái chút khó khăn, ví dụ như là người bệnh tới hoặc là các bệnh nhân tới quá muộn chẳng hạn, thì cái khi đó cái thể lực tim của mình phẫu thuật nó sẽ khó khăn hơn cho chúng tôi, cũng như là có thể có những cái biến chứng như tôi đã nói làm cho cái cuộc phẫu thuật nó trở nên nó khó hơn, cũng như là cái khả năng hồi phục nó kém hơn. Ngoài ra nữa thì là có những người bệnh có thể họ quá lo lắng, hoặc cũng có thể là họ có những cái cụ ông hay cụ bà hơi lụng lận chẳng hạn, thì họ sẽ hợp tác rất là khó, rất là kém khi ở trên bàn. Đó cũng là quay lại cái vấn đề lúc này, cũng đó cũng chính là lý do mà chúng tôi cố gắng rút ngắn tối thiểu cái thời gian phẫu thuật để cho những cái khó chịu của bệnh nhân nó giảm xuống. Vâng. Thì bệnh nhân họ sẽ hợp tác tốt hơn. Vâng, bác sĩ thì hiện tại là tôi thấy có một vấn đề rất là nhiều khán giả đang quan tâm, đó là trước khi phẫu thuật thì người bệnh cần phải chuẩn bị những gì? Bác sĩ có thể chia sẻ không ạ? Về cái bất cứ một cái phẫu thuật nào đó, thì chúng ta cũng cần phải có chuẩn bị hết. Vâng. Đó. Tuy nhiên với phẫu thuật pha cô, với cái quy trình thời gian mọi thứ nó đơn giản ngắn gọn như vậy, thì hầu hết chúng ta cũng không cần phải chuẩn bị gì quá nhiều. Tất nhiên để mà cuộc phẫu thuật thành công thì cái người bệnh đóng một vai trò rất quan trọng. Trong thứ nhất là mình phải có một cái tâm lý đó là vui vẻ, thoải mái, thực sự thoải mái trước cuộc phẫu thuật, cũng như là có một cái giấc ngủ thật ngon sáng tối hôm trước đó. Rồi sáng hôm sau thì là thường chúng tôi khuyên mọi người nên nhìn ánh sáng để kết quả xét nghiệm chính xác hơn. Còn là những cái vấn đề khác, ví dụ như là thay trang phục hay là vệ sinh mắt, thì đấy là việc của chúng tôi. Vâng, vậy thì việc chuẩn bị cho trước ca phẫu thuật nó cũng khá là quan trọng rồi. Nhưng mà cái vấn đề là sau phẫu thuật thì người bệnh thường sẽ gặp những cái vấn đề gì và cần phải lưu ý những gì, thì cũng mong là bác sĩ chia sẻ luôn cho quý vị khán giả biết được không ạ? Về những cái vấn đề sau phẫu thuật, cái này cũng là một cái điều mà chúng tôi hiện nay đang rất quan tâm. Thì việc chăm sóc người bệnh toàn diện thì không chỉ ở đây mà trên thế giới hay là Việt Nam mình bây giờ cũng đang rất chú trọng. Bởi vì một cái cuộc phẫu thuật thể thủy tinh không phải đơn giản là phẫu thuật thành công thì lực sau phẫu thuật tăng, thế là xong, như vậy được gọi là thành công và mình tự hào về điều đấy. Còn những cái người bệnh có thể gặp phải những cái khó khăn trước, trong hay là sau phẫu thuật, thì những vấn đề mà trước hay là trong phẫu thuật thì cái đấy lúc này tôi có nhắc tới. Vâng. Còn về sau phẫu thuật thì ở đây đa phần bệnh nhân hoặc là người bệnh thường có những cái than phiền, ví dụ như là cảm giác cồn chẳng hạn, hay cảm giác chảy nước mắt. Cũng có những trường hợp đó là họ có những cái cảm giác hơi nhức mắt sau phẫu thuật. Vâng. Thì lại nhắc về cái quy trình phẫu thuật lúc này, thì cái việc mà tối ưu hóa cái quy trình cũng như là giảm bớt cái thời gian phẫu thuật, nó sẽ làm giảm được những cái khó chịu sau phẫu thuật cho người bệnh. Hiểu được cái điều đấy cho nên là chúng tôi cố gắng làm sao cho người bệnh cảm thấy nó thoải mái nhất và giảm bớt những cái lo lắng nhất. Vâng, cảm ơn sự chia sẻ của bác sĩ. Thì chúng ta lại tiếp tục quay lại với việc là trả lời một số câu hỏi của quý vị khán giả gửi tới chương trình. Tại vì hiện tại nãy giờ thì số lượng quý vị khán giả gửi câu hỏi tới chương trình rất là đông. Mời bác sĩ trả lời giúp tôi một câu hỏi của khán giả tên là Nguyễn Hồng. Khán giả này có gửi đến khá là nhiều câu hỏi. Thì nhờ bác sĩ trả lời giúp là người bệnh lý tiểu đường hay là cao huyết áp
đáy mắt có thể phẫu thuật pha cô được không? Và tại sao có trường hợp đó là sau phẫu thuật pha cô một thời gian thì thị lực bị giảm? Đây là hai câu hỏi. Thứ nhất là về cái người bệnh có tiền sử tăng huyết áp hoặc là đái tháo đường, thì hầu hết các ông bà thì có người có vấn đề này, có người có vấn đề kia, thì cái việc mà bị tăng huyết áp hay là đái tháo đường thì chúng tôi vẫn gặp hàng ngày. Thì cái bệnh lý tăng huyết áp hay đái tháo đường thì đầu tiên là ảnh hưởng trực tiếp tới đáy mắt, chúng ta gọi là đáy mắt đi. Ngoài ra nữa có thể ảnh hưởng tới thể thủy tinh, ví dụ như bệnh lý đái tháo đường chẳng hạn. Thì nếu như mà cái đáy mắt của người bệnh nó còn tốt chẳng hạn, nó chưa có bị ảnh hưởng quá nhiều, thì cuộc phẫu thuật nó vẫn diễn ra bình thường và cái thị lực người bệnh vẫn hồi phục. Tuy nhiên là cái đó chúng tôi thường có tiên lượng trước để phẫu thuật cho người bệnh. Tuy nhiên có những cái trường hợp đó là cái thể thủy tinh nó bị để quá muộn rồi, cái mình không thể đánh giá toàn bộ hay chính xác cái đáy mắt được. Còn về cái vấn đề câu hỏi lúc này là còn một phần nữa. Vâng, lúc nãy bạn Nguyễn Hồng thì có hỏi một câu hỏi đó là tại sao sau phẫu thuật thì có thì lượng trường hợp là thì lượng có thể giảm đi, chính xác. Thì lúc này cũng có một câu hỏi rồi, tôi đã trả lời là cái việc mà thì lực giảm có nhiều nguyên nhân lắm. Ví dụ có những người bệnh vừa bị đục thể thủy tinh, vừa bị bệnh thiên đầu thống, thì cái bệnh thiên đầu thống đó nó hay còn gọi là glaucoma, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái thần kinh ở đáy mắt. Thì khi mà cái dây thần kinh nó tổn thương chẳng hạn thì là người bệnh cũng có thể giảm thị lực, hay có nhiều cái vấn đề khác như là bệnh đái tháo đường hay bệnh tăng huyết áp, nó có thể ảnh hưởng trực tiếp tới cái đáy mắt. Cho nên cái việc kiểm soát cái bệnh lý toàn thân nó quan trọng như vậy đó. Thì nếu như và đồng thời nữa là cái nhìn mờ đó, một trong những cái vấn đề nó hay gặp sau khi phẫu thuật đục thể thủy tinh mà tôi có nhắc đến ở một phần trước, đó là tình trạng đục bao sau phẫu thuật. Thì cái tình trạng đó thì chúng ta vẫn có thể giải quyết được bằng cái laser. Và tại đây tôi vẫn tại đây thì chúng tôi vẫn tiến hành laser được bình thường và thời gian nó chỉ 1 đến 2 phút thôi. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thì ngoài việc là đặt câu hỏi, nãy giờ cũng có rất là nhiều độc giả gửi những lời chúc cũng như là lời khen đến bác sĩ. Tôi thấy rất là nhiều câu hỏi, rất là nhiều người khen là bác sĩ vừa xinh gái này, bác sĩ vừa giỏi giang. Thì cũng có khán giả hỏi là không biết bác sĩ đã có người yêu chưa ạ? Mình có luôn. Thưa bác sĩ thì tôi xin phép được cắt ngang một chút, đó là nãy giờ thì có nhiều khán giả vẫn còn thắc mắc về câu hỏi của chương trình, mặc dù đã được ghi ở phần bình luận. Thì tôi xin phép được nhắc lại một chút về câu hỏi của chương trình. Đó là câu hỏi của chương trình đưa ra ngay từ phần mở đầu là: người bị bệnh đục thể thủy tinh có thể điều trị khỏi bằng phương pháp nào sau đây? A. Uống thuốc và nhỏ thuốc tai mắt. B. Phẫu thuật. Và C là cả hai phương án trên. Vậy thì quý vị hãy like cũng như là share livestream về trang Facebook cá nhân của mình một cách công khai. Và hãy bình luận cái đáp án của quý vị cùng con số may mắn để gửi về cho chương trình. Mọi người hãy nhớ một lần nữa là 4 con số may mắn đó liên quan đến một mốc thời gian rất là quan trọng của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh. Vâng, thì tiếp tục với chương trình, tôi xin phép được đọc thêm một số câu hỏi mà quý vị khán giả gửi tới cho chương trình, thưa bác sĩ. Có một bạn khán giả tên là Nguyễn Ngân muốn hỏi bác sĩ như thế này: sau khi mổ pha cô xong khoảng 2 tháng thì mắt của mẹ bạn đấy bị ngứa, và bạn đấy muốn hỏi bác sĩ là có thể mua nước mắt nhân tạo Refresh sử dụng có được không ạ? Xin chào bạn Ngân. Về cái việc mà phẫu thuật pha cô sau 2 tháng thì thường ấy, thời gian đấy là quá đủ để cho cái tình trạng tai mắt của mẹ bạn hồi phục hoàn toàn. Vâng, thì cái vấn đề ngứa lúc này nó không còn liên quan nhiều đến cái phẫu thuật nữa. Ngứa có nhiều nguyên nhân khác. Về cái triệu chứng ngứa chúng tôi cũng gặp rất là nhiều, thì nó có thể là cái tình trạng viêm nhiễm nào đó tai mắt, hay là cũng có thể những cái ngứa do dị ứng chẳng hạn. Thì nếu như mà một câu hỏi một cái phần đi kèm này chỉ có hỏi về việc sử dụng cái nước mắt nhân tạo là Refresh, thì cái đấy chị có thể mua về cho mẹ chị dùng hàng ngày được. Và nó cũng giảm bớt những cái tình trạng như là thỉnh thoảng nó cồn hoặc là khó chịu tai mắt chẳng hạn, và nó cũng rất là an toàn. Tôi thấy có một câu hỏi rất là hay từ một vị khán giả tên là Hồng Ngọc, đó là bạn này quan tâm đến việc đó là tuổi thọ của thủy tinh thể thì bao lâu?
Về tuổi thọ của thể thủy tinh thì thể thủy tinh ngày nay đó càng ngày càng được cải tiến hơn rất là nhiều. Từ những cái thể thủy tinh ngày xưa sử dụng cho đến bây giờ nó đã có nhiều nhiều thay đổi khác. Vâng. Thì nói chung thì về cái thể thủy tinh có thể nói hầu như không bao giờ hỏng. Chúng tôi thường hay trêu ông bà đó, ông bà cứ đợi 80 năm đi, 80 năm nhà con thay cho ông bà cái thể thủy tinh khác. Cho nên là chị cũng không quá phải băn khoăn về cái tuổi thọ của thể thủy tinh, bởi vì có những cái người bệnh tới với chúng tôi chẳng hạn, vì hôm nay chẳng hạn là sinh năm 1970 là khoảng 50 tuổi, hay là có một anh khoảng tầm 37 tuổi thì anh vẫn thay thể thủy tinh thôi, và để anh vẫn cứ phải làm việc, vẫn phải lao động hoàn toàn bình thường. Vậy thì trường hợp bệnh nhân mà 70 tuổi như bác sĩ nói thì chắc bệnh nhân đấy phải sống đến 150 tuổi thì mới có thể thay cái thể thủy tinh tiếp theo, đúng không ạ? Vậy thì thưa bác sĩ, có một khán giả tên là Nguyễn Trung có hỏi bác sĩ như sau: sau mổ thì có thể xem TV hay là đọc sách báo được không ạ? Vâng, nếu như mà người nhà của anh chị đó tới đây phẫu thuật thì về cái vấn đề đấy chúng tôi sẽ tư vấn rất cụ thể ngay sau cái phẫu thuật luôn. Khi mà trước khi ra về đó thì cái việc đọc sách báo hay xem TV thì cái đấy chúng tôi không có hạn chế trong cái việc đó. Tuy nhiên thì kể cả mắt của người bình thường chúng ta cũng nên hoạt động một lúc, ví dụ như khoảng tầm 30 phút, 20 phút, 30 phút thì nên nghỉ một chút rồi là mình xem tiếp hoặc là mình làm việc tiếp thì nó sẽ hay hơn, sẽ dễ chịu hơn. Cảm ơn bác sĩ. Nãy giờ cả khán giả khen bác sĩ quá trời. Không chỉ là khen bác sĩ xinh đẹp mà còn khen bác sĩ nói chuyện lại còn duyên nữa. Chắc là tôi xin phép được nhờ bác sĩ trả lời thêm một câu hỏi nữa của một khán giả. Đó là bác Nguyễn Đăng Minh có hỏi như thế này: bác năm nay 70 tuổi rồi, trước đây thì mắt bác hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh, nhưng mà khoảng một năm trở lại đây thì bác khi mà bác nhìn bác chỉ thấy hình ảnh một nửa ở bên dưới. Vậy thì không biết là đây là bệnh lý gì và có thể điều trị bằng phương pháp nào? Không biết là nó có liên quan gì đến mình đi bệnh đục thể thủy tinh mà mình đang nói tới không ạ? Thế này bác Minh này, nếu như mà cái mắt của bác khoảng nửa năm nay đúng không ạ, nhìn được chỉ thấy một nửa về bên dưới, cái vấn đề này không hề đơn giản một chút nào, và đó là cái có thể nói thẳng luôn đó là một cái triệu chứng rất nguy hiểm để cảnh báo một cái bệnh lý tai mắt. Tôi không thể chọn, không thể biết được là chính xác nó là cái gì, cái tình trạng như thế nào, bởi vì có nhiều bệnh có thể làm mất cái thị trường như vậy. Ví dụ như cũng không chính xác cái mô tả, nhưng ví dụ như bệnh thiên đầu thống lúc này cháu có nhắc chẳng hạn, cũng làm thu hẹp bớt cái thị trường của mình, hay là bong võng mạc, hay là những cái bệnh lý khác thì cũng, hay là những cái tổn thương tại cái hoàng điểm hay còn gọi là cái trung tâm nhìn của mình đó, thì cũng làm tổn thương cái thị trường, tức là cái vùng nhìn của bác. Cho nên là có lẽ như bác cần phải tới khám sớm càng tốt trước khi mà cái thị lực của bác nó bị ảnh hưởng hoàn toàn. Sáng mai hoặc là chiều mai chẳng hạn thì chủ giọng cũng làm việc bình thường tại bệnh viện, thì mời bác ghé qua để chủ giọng kiểm tra chính xác hơn. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thì nãy giờ á thì tôi thấy là rất là nhiều câu hỏi gửi tới, và thậm chí là tôi còn lượt không kịp được cả câu hỏi của bệnh nhân gửi tới, của khán giả gửi tới. Vậy thì thưa bác sĩ là ngoài cái việc mà chăm sóc này rồi là dưỡng mắt, thì có cái cách nào mà để có thể kéo dài tuổi thọ cho đôi mắt? Thì hiện tại tôi cũng chưa hiểu rõ câu hỏi này, nhưng mà khán giả lại hỏi là có cách nào để kéo dài được tuổi thọ của đôi mắt sau khi mổ. Xin cảm ơn bác sĩ. Kéo dài tuổi thọ của đôi mắt sau khi mổ hay là kéo dài tuổi thọ của đôi mắt, tức là nó chưa bị đục thể thủy tinh, hay là nó giảm cái tình trạng đục thể thủy tinh? Tức là bệnh nhân này đấy đã mổ đục thể thủy tinh hai mắt ở bệnh viện, bố của bệnh nhân này, bố của bạn khán giả này đã mổ đục thể thủy tinh hai mắt ở bệnh viện rồi, nhưng mà bạn muốn hỏi đó là cách chăm sóc và dưỡng mắt tốt nhất để kéo dài tuổi thọ cho đôi mắt. Thì hiện tại tôi cũng chưa hiểu là bạn Phán Hùng này đang muốn hỏi cụ thể, chắc là bạn đang muốn hỏi cách chăm sóc mắt đấy. Rồi tôi sẽ trả lời với những theo cách tôi hiểu cái câu hỏi là bạn đã mổ cả hai mắt rồi, thì lúc này mình có trao đổi về cái tuổi thọ của thể thủy tinh cũng như là cách chăm sóc mắt.
Thì về cái những cái lo lắng về cái thể thủy tinh thì anh hoặc là bố cũng không cần phải quá băn khoăn về cái đó. Tuy nhiên, tất nhiên chúng ta dù sao đi được, kể cả cơ thể khỏe mạnh thì cũng cần phải để ý, phải chăm sóc hàng ngày. Thì đôi mắt mình cũng vậy. Thì khi mà làm những cái công việc nó ví dụ như là nó có cái tính nguy hiểm chẳng hạn thì nên có cái đồ bảo hộ, cũng như là đi đường ấy thì hay là làm những cái việc tôi gặp nhiều người ví dụ như là sơn nhà, quẹt nhà, dọn nhà cũng nên có cái kính bảo hộ chẳng hạn, hạn chế bụi bặm hay là những cái dị vật nó rơi vào trong mắt thì khi đấy nó có thể gây nên những cái viêm nhiễm khác, những cái tổn thương khác. Để ngoài ra nữa thì ngoài cái từ những cái công việc mà chăm sóc bản thân, chăm sóc cơ thể mình cũng là một cách để chăm sóc đôi mắt của mình. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Chắc là bạn Phán Hùng cũng đang có được cái câu trả lời mong muốn của mình. Thì tôi xin phép được đọc một câu hỏi khác của một bạn khán giả khác gửi tới chương trình nhé. Hiện tại số lượng câu hỏi đang khá là nhiều cho nên là có một bạn đó là Nancy Nguyễn, bạn lại hỏi như thế này: sau mổ bao lâu thì được đi bơi? Và lúc nãy tôi cũng thấy có một câu hỏi đó là sau mổ bao lâu thì được đi tập gym? Thế thì việc hoạt động thể thao sau mổ nó như thế nào ạ? Về cái hoạt động thể thao sau phẫu thuật đó thì thường, bởi vì cái dù sao đi nữa thì phẫu thuật thì mình cũng có những cái nguy cơ nhất định, thì làm sao để hạn chế tình trạng nhiễm trùng, làm sao để giảm được cái tình trạng viêm, thì chúng ta cố gắng trong cái giai đoạn đầu, tốt nhất là trong 2 tuần đến 1 tháng đầu tiên mình vận động nhẹ nhàng, tránh những cái vận động nó quá nặng. Ví dụ như cái đi bơi chẳng hạn, thì đi bơi thì nó nếu như mà cái tôi cũng không biết bây giờ cái môi trường ở các cái bể bơi hoặc là ở xung quanh các thứ nó như thế nào, nhưng mà tốt nhất thì anh hãy để cho tôi 1 tháng. Cũng như là cái tập gym chẳng hạn, thì tập gym thì cái mình có thể giống như những cái bàn phẫu thuật cần thi vậy, sau 2 tuần tới 1 tháng thì mình đi tập. Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Thì nói chung là sau khi mà phẫu thuật thì mình cũng phải có thời gian để cho đôi mắt của mình được nghỉ dưỡng. Không chỉ là mắt mà bất kỳ một phẫu thuật nào đấy thì mình cũng phải có thời gian để cho cơ thể mình có thể hồi phục lại cái trạng thái ban đầu, đúng không ạ? Thì thưa bác sĩ, cũng là một câu hỏi tương tự như câu hỏi trước đấy, nhưng mà vì bệnh nhân hỏi, vì khán giả hỏi cho nên là tôi xin phép được đọc lại, đó là bệnh nhân này đã mổ mắt ở bệnh viện mình, nhưng mà trở khi mà trở về nhà sau 1 tháng ấy thì lại hay bị chảy nước mắt. Vậy thì không biết là cái này gọi là bệnh lý gì, hay là nó là triệu chứng của sau nó bị ảnh hưởng bởi sau khi mổ phẫu thuật pha cô ạ? Vâng, cái tình trạng chảy nước mắt có nhiều nguyên nhân, có thể trước phẫu thuật là mình đã có cái tình trạng đấy rồi, hoặc là cái chảy nước mắt đấy xuất hiện sau phẫu thuật chẳng hạn. Thì lúc này tôi cũng có nhắc tới những cái tình trạng người bệnh gặp phải sau phẫu thuật, trong đó có chảy nước mắt. Thì cái chảy nước mắt thông thường nó cũng có nhiều nguyên nhân, ví dụ như là viêm tai mắt cũng gây chảy nước mắt, hoặc là một cái tình trạng mà bây giờ chúng tôi đang rất chú trọng, đó là tình trạng khô mắt. Thì về cái việc đó thì tất nhiên thì dù sao đi nữa tôi cũng cần phải kiểm tra để biết chính xác xem là có liệu có cái viêm nhiễm gì tai mắt hay không, để dùng thuốc cho nó phù hợp. Còn lại những cái vấn đề khác thì tôi có thể dùng thêm, ví dụ như là nước mắt nhân tạo chẳng hạn. Sợ lúc này có chị Ngân ấy, chị có hỏi về việc sử dụng refresh tia chẳng hạn ấy, thì cái đó cũng giảm được cái tình trạng chảy nước mắt liên quan đến khô mắt. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Thì ngoài những cái câu hỏi mà từ live stream trực tiếp thì tôi còn nhận được một số câu hỏi thông qua mục tin nhắn của fanpage. Thì nhờ bác sĩ trả lời giúp tôi một câu hỏi như thế này, đó là: bố tôi mổ mắt đã được hơn 3 năm rồi. Câu hỏi này của chị Linh ở phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. Câu hỏi đó là bố của chị Linh đã mổ hai mắt được 3 năm rồi, nhưng mà gần đây thì mắt trái thấy mờ hơn. Đi khám thì thấy là mắt trái được 5/10, còn mắt phải là 1/10. Vậy thì không biết là mắt của bố bạn Linh đây có bị vấn đề gì và có nên dùng thuốc gì không ạ? Vâng, xin chào chị Linh. Cái câu hỏi này thì tôi cũng đã trả lời khoảng 2-3 lần trước đó. Thì về cái tình trạng nhìn mờ sau khi phẫu thuật cũng có nhiều nguyên nhân, trong đó hay gặp nhất là cái tình trạng được bao sau. Thì cái đấy mình mời chị, đưa bố chị tới bệnh viện để chúng tôi có thể khám và xác định chính xác cái nguyên nhân. Nếu được thì có thể laser luôn và về luôn trong ngày. Cái đó không phải là mổ mà là sử dụng cái laser để mà
làm cho cái tình trạng đục bao sâu của bác mất đi, lấy lại cái thị lực tương gần và tương đương với cái thị lực mà trước sau khi phẫu thuật của bác trước đây. Vâng, cảm ơn bác sĩ cũng như là cảm ơn các bạn khán giả. Thì bạn Trần Thị An có khen bác sĩ là bác sĩ tư vấn rất là dễ hiểu ạ. Có một câu hỏi như thế này thưa bác sĩ, đó là của một bạn tên là Thùy Dương ở Thạch Long, Thạch Hà, Hà Tĩnh, có hỏi câu hỏi như sau. Thưa bác sĩ, cả hai mắt của tôi đều bị mờ từ nhỏ. Đi khám thì bác sĩ bảo mắt tôi bị cận bẩm sinh, thoái hóa đáy mắt, không mổ được, cả hai bên thì đều bị nặng và gần 20 độ. Thì bệnh viện mình có chữa trị được không? Và khi mà bệnh nhân có bảo hiểm á, thì sẽ được hưởng chính sách bảo hiểm như thế nào? Chị Dương, xin chào chị Thùy Dương. Tôi cũng rất là hiểu được là khi mà bị cận thị nặng bẩm sinh như vậy là một cái thiệt thòi rất là lớn. Thì về cái tình trạng cận thị nặng bẩm sinh, nếu như mà nó không có những cái tổn thương, những cái vấn đề khác thì ở đây chúng tôi vẫn có thể điều trị được. Và cái phương pháp phaco chẳng hạn, như lúc nãy mình nãy giờ mình chỉ nhắc tới mỗi cái bệnh lý đục thể thủy tinh, nhưng mà ngay từ ban đầu mình đã nói phẫu thuật phaco hay còn gọi là phẫu thuật thể thủy tinh. Thì như vậy là ngoài cái đục thể thủy tinh ra thì cái phẫu thuật này mình có thể áp dụng cho những cái trường hợp khác, ví dụ như của chị Dương là tình trạng cận thị nặng bẩm sinh chẳng hạn, hay là có những cái trường hợp loạn thị nặng liên quan đến thể thủy tinh thì chúng tôi vẫn có thể điều trị được bằng cái phương pháp phaco này. Thì cái thời gian hay là quy trình thì nó cũng không có gì khác cả. Và tất nhiên thì về bảo hiểm thì chúng tôi vẫn áp dụng thanh toán bảo hiểm bình thường, và cái phẫu thuật này thì vẫn được thanh toán tương tự giống như những cái phẫu thuật thể thủy tinh khác, chứ không có gì thay đổi cả. Vâng, phải nói là ngoài những cái vấn đề mà liên quan đến chữa trị các căn bệnh ấy, thì cũng có rất là nhiều cái vấn đề mà các bệnh nhân quan tâm. Nó có thể là liên quan đến chi phí cũng như là các cái dịch vụ của bệnh viện. Thì hiện tại thì số lượng câu hỏi đang gửi tới rất là nhiều. Các bạn vẫn liên tục khen bác sĩ là vừa đẹp gái vừa giỏi giang lại nói nhẹ nhàng nữa. Hiện tại thì số lượng câu hỏi gửi về cho chương trình cũng khá là nhiều. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình phát sóng cũng có hạn. Vậy cho nên là tôi xin phép bác sĩ cũng như là xin phép quý vị khán giả, chúng tôi sẽ cố gắng lọc lại những câu hỏi mà chưa được trả lời và sẽ trả lời lại cho quý vị khán giả ngay sau khi chương trình kết thúc, hoặc có thể là vào ngày mai, hoặc nếu như quý vị khán giả có những câu hỏi cần thiết và cần được trả lời gấp thì có thể liên hệ đến số hotline của bệnh viện, đó là số 0946225115 để được các bạn tư vấn viên hỗ trợ. Trước khi chương trình kết thúc thì không biết là bác sĩ Mai có những cái lời khuyên hay là những cái điều gì muốn chia sẻ lại với quý vị khán giả không ạ? Vâng, nãy giờ thì chúng ta đã trao đổi rất là nhiều. Thì về cái hôm nay theo cái chủ đề của ngày hôm nay đó là phẫu thuật phaco trong điều trị bệnh lý đục thể thủy tinh. Thì cái điều đầu tiên mà tôi muốn mọi người có thể mọi người nhớ có thể nắm được đó là đối với không chỉ là bệnh lý về đục thể thủy tinh hay là những cái bệnh lý khác thì mọi người cũng cần phải thăm khám mắt định kỳ để có thể phát hiện kịp thời những cái bệnh lý tai mắt và điều trị kịp thời, tránh để những cái tình trạng biến chứng khiến cho mình rất là khó điều trị. Ngoài ra nữa là một cái điều mà tưởng như nó không có liên quan gì mấy là cái chúng ta kể cả cái sức khỏe trong người hay những cái tình trạng toàn thân khác cũng như là cái tình trạng tai mắt thì chúng ta cần phải có một cái cuộc sống khỏe, một cái tinh thần thoải mái, vui vẻ, sống hạnh phúc thì cũng phần nào là đẩy lùi những cái nguy cơ, những cái căn bệnh trong người. Thì lúc này thì tôi cũng có nhiều bạn có thể nó chưa hiện nắm rõ hay chưa hiểu được về cái quy trình tại bệnh viện và muốn tìm hiểu thêm trước khi tới đây để mà kiểm tra mắt thì tôi cũng muốn nói luôn đó là cái bệnh viện của chúng tôi là bệnh viện Đa Sơn Khoa Sài Gòn Hà Tĩnh, thì thuộc tập đoàn Mắt Sài Gòn, là một trong những cái tập đoàn về mắt hàng đầu của Việt Nam. Thì tại đây đó thì chúng tôi được tập đoàn trang bị cho những cái thiết bị cũng như là những cái máy móc rất là hiện đại, cũng như là có những cái bác sĩ trong cùng hệ thống chúng tôi thì có một cái môi trường hay là có cái cơ hội để mà cùng trao đổi này, cùng chia sẻ cái kiến thức để nâng cao tay nghề thường xuyên. Thực
sự tôi thấy cái đó là một cái điều mà không phải ở đâu cũng có được. Một cái đội ngũ bác sĩ giỏi, tôi nghĩ là như vậy, bởi vì tôi cũng rất là may mắn mới được tham gia vào trong hệ thống. Thì đó là cái điều mà tôi nhận thấy và tôi cũng muốn chia sẻ cho tất cả các bạn. Thì liên quan đến cái một cái cuộc sống khỏe, tinh thần vui vẻ, thì nhân đây tôi cũng muốn chúc tất cả quý vị khán giả của chương trình chúng ta có một buổi tối thật là vui vẻ, cũng như là tối nay có một giấc ngủ thật là ngon. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Hãy tham khảo định kỳ để có một đôi mắt khỏe cũng như là một cuộc sống khỏe. Đó cũng chỉ là thông điệp của bác sĩ Mai, mà còn là thông điệp của chương trình muốn gửi tới tất cả quý vị khán giả. Quý vị khán giả hãy cố gắng thăm khám định kỳ thường xuyên để có thể duy trì cho mình một cuộc sống khỏe cũng như là một đôi mắt khỏe. Thì Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh là một trong những lựa chọn tốt cho quý vị khán giả. Tại vì Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh trực thuộc hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn, một trong những hệ thống bệnh viện mắt hàng đầu tại Việt Nam. Về phần công bố kết quả mà do khán giả may mắn giành được những phần quà của ngày hôm nay, thì xin phép được xin lỗi quý vị khán giả vì số lượng khán giả tham gia trả lời khá là đông, cho nên là chúng tôi chưa thể thống kê được ngay bây giờ. Vậy nên thì chương trình xin phép sẽ được lùi kết quả thông báo lại vào ngày mai, và quý vị khán giả có thể theo dõi kết quả ngay trên fanpage của Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh. Đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã hết rồi. Thì tôi xin một lần nữa được cảm ơn bác sĩ đã tới tham dự chương trình ngày hôm nay. Cũng mong là bác sĩ sẽ luôn luôn thật là có nhiều là sức khỏe để có thể cống hiến nhiều hơn nữa và mang lại nhiều hơn những đôi mắt sáng cho bệnh nhân. Kính chúc quý vị khán giả luôn luôn mạnh khỏe và thật nhiều thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình lần sau. Xin chào.